Chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Nay mình ra huyện này, anh em nó nhờ nó đánh cái cây này về, nó trồng cũng lên rồi nhưng mà nó cắt ấy. Nó bảo là không biết cái cách nào cho nó đẹp ấy. Thì nay nó nhờ mình ra mình cắt lại và mình sửa lại cái bộ đế này, với lại mình chỉnh chỉnh lại, mình cắt lại cho nó theo cái dáng sau này nó có cái tương lai đấy. Thì bây giờ cái này thì trước mắt chỉ làm dáng bay thôi. Đây, mình chà sơ sơ rồi mình cắt. Đầu tiên là mình cắt giật tần, cái tầng đấy các bạn. Đó, mình cắt cái cành trước đi. Đó, mình xem này. Đó. Cây mà để nó nhiều thân quá mà nó lôm côm là nó không có giá trị đấy. Nên là mình chấp nhận mình cắt đi, sau này nó ra tay tán, mình đẻ ra thì nó mới có duyên được. Mình cắt được tầng này thì nó mới thành một cái cây bay thì nó mới có giá trị được, chứ để nhiều thân quá nó lên thế này nó cây nó suốt đời nó không bao giờ giá trị được. Đấy, đây cái ngành này cứ mình cứ giật tầng từ từ. Đó. Đó, mình cứ cắt rồi sau này nó mới giá trị được, chứ nếu mà mình chơi cây mà để tùm quá thì không bao giờ giá trị được các bạn. Đã gọi là cây bonsai thì mình phải cắt làm sao cho nó nhìn dễ nhìn chứ. Cành to như này còn đang phá thì bỏ đi chứ mình không nên tiếc, vứt luôn, cắt luôn thì sau này nó mới giá trị được. Thì tôi làm lần này lần sau rồi tôi ra tay tán nó sẽ uốn lại cho các bạn xem. Chung là làm lần đầu tiên thì nó nhìn thì nó cũng không được đẹp đâu, nhưng mà sau này nó mới giá trị. Cắt xong rồi lấy keo thái hết những cái đầu, nên là lấy cái trà xoong nó trà cho nó sạch sẽ hết cái nấm mốc đi, nó sung cây. Đó, vứt luôn, không cần. Cái cây phải chấp nhận rồi, cắt hết. Tán này nó rối không nên để. Đó, được hết tầng như vậy. Các bạn xem, các bạn cứ đóng góp thoải mái nhá, thế có hợp lý không? Cần cây mà nó để nhá, các bạn thấy đầu tiên nó làm bó như cái que rào, như cái củi vậy thì làm sao mà nó có giá trị được. Mình phải cắt cắt đi sau mình nuôi. Cái cắn tán bay này càng nuôi xa càng tốt, nên là sau này nó ra tay tán rồi mình nâng lên mình sẽ trồng cho nó bay thêm ít nữa. Còn bây giờ do cái lúc anh thằng em này nó mang về nó trồng rồi nó trồng nó không đúng. Nếu còn cái này mà nếu mà đúng trồng mà nó nghiêng ra nó bay thì tí nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Còn bây giờ nó mới trồng nên là mình cũng không dám đánh lên. Còn nếu mà khi mà nó sống nó khỏe mạnh rồi mình vào tay thì mình đánh lên, mình đưa vào cái chậu chữ nhật mình làm nó nhìn dễ nhìn lắm, càng bay càng đẹp. Bây giờ mình chấp nhận mình cắt đi xong mình nuôi lại. Cái này nó cắt luôn rồi, tí nữa là lấy cái trà xoong trà sạch sẽ thì là chờ. Nói chung cây một lần thì không đẹp được đâu, lần sau nó sẽ đẹp hơn. Này sau này bắt đầu là nó khỏe cái là mình lại trồng là nghiêng ra một tí nữa, nó bay càng bay càng đẹp các bạn. Đó, tại nó bay cái rễ bên kia là nó đang nổi đấy, nên mình bay ra là nó có duyên hơn. Do đây là anh em nó trồng nó đắp cái ụ này, nhìn nó để như này cũng không được hợp lý lắm, nhưng mà sau này mình nó khỏe mạnh mình sẽ trồng bay lại một lần nữa là nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình lấy cái trà xoong mình trà nó sạch sẽ hết cái nấm này, cái này là cái nấm này. Chà hết cái rêu bôi keo sóng sủa cây mai lại sạch sẽ lại, được 30 phút rồi nhưng cũng tạm ổn rồi đấy các bạn. Rồi lần sau rồi nó mọc tay rồi mình sẽ uốn lại cho các bạn xem. Nên thì các bạn có thế nào các bạn cứ đóng góp tham gia thật lòng. Quay tới diện các bạn xem đây, sau này nói chung mới cắt thì nó không được đẹp đâu, nhưng sau này nó ra tay mình lập ra nó nhìn nó có duyên lắm, mình trồng nghiêng ra thì nó sẽ đẹp. Rồi, video này là kết thúc nhá, chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì
nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới nhất. Đấy, mình chân thành cảm ơn các bạn. Đấy là cái hình sau khi mình làm đó các bạn.